Samsung à? Ờ. Sống dạ xe máy đó, Honda, Yamaha. Ồ. Tức là những cái sản phẩm mà các bạn sử dụng hàng ngày đó. Dạ. Ừ. Dạ máy tính thì có dạ Asus, Dell, dạ Samsung mà, HP. Trời, một mình xài ba cái luôn, bốn cái luôn. À dạ không, em chỉ liệt kê ra mấy cái em biết thôi. Cô đang nói là các bạn liệt kê ra những cái thương hiệu nào mà các bạn sử dụng trong ngày của các bạn đó, trong quá trình hoạt động hàng ngày của các bạn nó, ví dụ các bạn nhớ lại là từ sáng tới giờ các bạn sử dụng cái gì á, À. có thuộc cái thương hiệu nào, thì các bạn thử thử tệ kể cái tên của thương hiệu đó ra thôi, rồi mọi người trong lớp sẽ đoán là các bạn sử dụng sản phẩm gì, được không ạ? Dạ. À, dạ Apple ạ. À, dạ cờ hết ra luôn rồi cô. Nói gì nữa? Đúng À, rồi, cho tụi nó đoán chứ. Mấy đứa đoán đi nha. Kể ra cái gì gõ lên liền không thôi quên nè. dạ Apple, dạ Dell, Honda, dạ Canon. Chinsu. Chính xu nè, rồi gì nữa? Dạ em nghĩ là như đó chủ yếu là những vật đó thôi hết cô. Rồi, nhiêu đây nè. Rồi, đứa nào đoán coi là sử dụng cái gì đây? Đó, cô liệt kê ra đó, cô nốt lại cho mấy đứa trên chỗ chỗ tin nhắn rồi đó. Để mấy đứa hỏi quên á. Rồi bây giờ đứa nào đoán coi thử là mỗi cái thương hiệu như vậy đó là sản phẩm gì, đúng không mấy đứa? Khánh Linh đoán kìa, bạn bạn nãy cô vừa gọi tên cô quên mất tiêu nó tên đó. Bây giờ nè, mấy cái này dễ đoán quá đúng không, chỉ có cái chinsu là không biết là tương ớt hay là nước mắm thôi, hay là xì dầu, ăn loại nào vậy? Dạ xì dầu á. Còn Duyên uống sữa Vinamilk và xì dầu, vậy là đúng rồi đúng không? Vậy thì các bạn thấy là các bạn có thể hình dung ra được cái sản phẩm thông qua cái thương hiệu. Như vậy thì mỗi cái thương hiệu như vậy nó đã xây dựng được một cái ấn tượng ha, một cái gợi nhớ và một cái đặc trưng nào đó gần như là ở ở trong lòng của chúng ta rồi. Cho nên là liệt kê ra thôi là các bạn cũng đã đoán được các cái hoạt động là gì rồi đúng không? Như vậy thì sữa Vinamilk để phát triển, nhưng mà không biết là loại nào nha. Vinamilk có rất là nhiều cái dòng sữa, ví dụ như là sữa uống, những cái dòng sữa uống ha, sữa uống thì nó sẽ có các cái loại sữa, các thể loại không đường, có đường, rồi mùi vị dâu, mùi vị sô cô la, rồi là dòng sữa chua của nó đó, cũng là dòng sữa uống luôn, nhưng mà nó lại có các cái dòng sữa khác này, ví dụ như sữa cho trẻ em nè, sữa cho trẻ em này, rồi sữa cho gì nữa các bạn, sữa cho ba bầu rồi nữa chứ, trời ơi, vậy là nó uống loại sữa nào đó, chết đó nha. Omo, Sinh Siêu, Ajinomoto. Vậy thì là mình cũng đoán ra được đúng không? Tức là nếu như Tân có ghi, không cần ghi tên sản phẩm ha, ví dụ như ghi Omo rồi là Sinh Siêu rồi là Ajinomoto thì mọi người cũng đoán ra được chính xác luôn đó là cái gì rồi. Thì đó là một số những thương hiệu mà các bạn sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên là nếu như liệt kê ra hết các thương hiệu mà chúng ta gọi là tỉ mỉ liệt kê ra, nhớ lại coi mình ngủ dậy thì mình sẽ đối mặt ngay với cái thương hiệu nào chẳng hạn.
thì nó nhiều vô kể luôn. Cho nên là bởi vì để cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của thương hiệu cũng như là cái sự hiện hữu của cái thương hiệu nó gần gũi với chúng ta hàng ngày như thế nào đó, thì ở đây đâu rồi, cái slide của cô nó chạy đâu mất rồi, khổ quá mà. Đây là chỗ này ha. À. Đang ở chỗ ở tổng quan về thương hiệu ha các bạn ha. Thì tại sao cô thì là để cho các bạn thấy một một phần của cuộc sống của khách hàng của mình. Ở như vậy thì có sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn để mà đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình. Bạn lát quá hả các bạn? Nhau rất là nổi tiếng, ví dụ như là những cái thương hiệu mang tầm quốc tế, ví dụ như là Heineken nè, đúng không? Nóng trong người là một ly giải nhiệt Heineken chẳng hạn, rồi Toyota là một trong những thương hiệu xe ô tô mà thị trường châu Á và đặc biệt là người Việt Nam mình cũng rất là ưa chuộng. Google thì khỏi phải nói tới rồi ha, rồi Samsung nè, rồi mấy đứa xài hàng hiệu thì đó là mấy cái thương hiệu ví dụ như là Nike rồi Starbucks nè, rồi là McDonald's nè, rồi gì nữa các bạn, những cái thương hiệu mà gọi là tạo nên những cái trào lưu ở Việt Nam của chúng ta gần gần ở các bạn nè, ví dụ như là trà sữa gì Gong Cha là đúng không, rồi Koi nè, rồi Phúc Long là đúng rồi, rồi Highland Coffee nè, trời ơi nhiều lắm luôn đúng không, thì các bạn thấy là nó phát triển thành chuỗi luôn rồi, tức là nó đã nhượng quyền được thương hiệu luôn rồi, tức là thương hiệu của nó cũng cũng có một cái giá trị nhất định và thành công nhất định rồi ha. Rồi là những cái thương hiệu khác ví dụ như là về mạng viễn thông nè, nãy giờ thấy trong ngày không đứa nào sử dụng điện thoại di động hết, không không thấy đứa nào sử dụng mạng di động hết, nó xài điện thoại di động thôi, nó không cần mạng, mua cái điện thoại về chơi vậy thôi, cũng cần sim đúng không. Ví dụ như là Viettel nè, Việt Nam mình thì có Viettel Vina Mobile ha, rồi là bánh kẹo các thể loại, ở nhà học online có đứa nào vừa học vừa vừa nhâm nhi lai ra cái gì không, ví dụ như là bánh kẹo đồ gì đó. Rồi ví dụ ở Việt Nam của chúng ta cũng có cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh đa ngành nè, X-Men nè, Dr. Thanh này đúng không, Dr. Thanh là một trong những cái thương hiệu gọi là có cái chủ nghĩa cá nhân rất là cao ha, có chủ nghĩa cá nhân rất là cao, và cũng là một trong những cái thương hiệu mà gọi là có cách làm thương hiệu mới lạ và đình đám vào khoảng cái thời gian năm 2009 ha. Rồi Trung Nguyên, Trung Nguyên thì có những cái vụ rất là đình đám với thương hiệu Trung Nguyên, ví dụ như là vụ ly hôn nghìn tỷ chẳng hạn. Rồi là những cái thương hiệu Vinamilk nè, rồi Đà Lạt của chúng ta thì có Đà Lạt Milk. Rồi vân vân nhiều 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 lắm luôn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, đây là gì, các bạn nhìn vào các bạn thấy nó giống cái gì ạ? Có thời gian
và có tên một số các cái thương hiệu. Thì giống như là cái ví dụ hồi nãy cô kêu các bạn thử nghĩ, các bạn thử làm á, tức là thực ra là cô muốn các bạn mở mắt ra, các bạn thấy là các bạn bắt đầu sử dụng những thương hiệu nào. Cho nên cô nói là nếu như chúng ta liệt kê ra nó nhiều cực kỳ luôn ha. Ví dụ như là ở trên đây là một cái thời gian biểu của một đồng chí nào đó, cô đoán là chút nữa là đoán sau ha, chút nữa là đoán sau là ở đâu ha, ở đâu và nam hay là nữ ha. Thì các bạn sẽ thấy là 6:35 sáng này, Casio. Casio là thương hiệu về cái gì các bạn? Các bạn biết, bạn nào biết về cái thương hiệu đồng Đồng hồ hồ? cô ạ. Ừ đúng là đồng hồ ha. Và cô này là mình có thể đoán vào cái thời điểm này thì tất nhiên là cổ sẽ dùng đồng hồ rồi, chứ không phải là máy tính ha. Có máy tính bỏ túi nữa. Nhớ cái đoạn đi thi 12 đi học phổ thông không? Máy tính này cũng hơi bị xịn đó nha, gọi là máy tính bỏ túi đó. Thì các bạn thấy là giai đoạn mà 6:35 thì chắc cô này sử dụng đồng hồ rồi. Rồi sử dụng ba cái đồng hồ, tức là cô này cũng hơi bị ngủ nướng nè. Các bạn đặt đồng hồ buổi sáng có khi nào vậy không? Tức là tắt xong rồi hẹn tí sau kêu tắt tiếp. Bây giờ thì các bạn thấy là cái điện thoại của mình nó nhiều công dụng lắm, cho nên mình có thể là không cần sử dụng điện đồng hồ báo thức. Nhưng ngày xưa là hay sử dụng đồng hồ báo thức thậm chí một số bạn bây giờ là vẫn mua về để trưng kiểu như cho nó xịt tai rồi nhìn cho nó sành điệu trong phòng ấy, nhưng mà cũng ít có khi nào sử dụng tới sử dụng điện thoại cho tiện ha. Chứ cái lúc đang ngủ mình mà thò cái tay ra tìm được đồng hồ mà ấn cái nút tắt á, thì cũng đổ quạo ha. Đó. Rồi 6:39 nè, thì các bạn thấy sử dụng cái gì? Crest là thương hiệu về kem đánh răng, rất là nổi tiếng ha. Thì cái Crest này cái đặc tính của nó đó là làm trắng răng. Oral-B thì cũng rất là gần gũi với mình nè, mình chải đánh răng. Đô đúng không? Đô là một cái thương hiệu về gì các bạn? Cái này chắc là sữa rửa mặt ha. Rồi hết hàng Soulder hả? Hết hàng Soulder này. Neutrogena thì là một cái thương hiệu về gọi là chăm sóc da ấy các bạn. Skin care ví dụ như là giữ ẩm này hoặc là kem chống nắng gì đó ha. Vaseline cũng vậy. Rồi tới 7 giờ thì các bạn thấy là sử dụng cái gì? Cô này chắc ở ở nước ngoài rồi nè ha. Uống cà phê bằng nét cà phê nè, ăn sáng bằng ngũ cốc ha, Kellogg nè. Mình thấy cái gì? Cái Sony đi kèm với cái CCTV. CCTV là một cái kênh truyền hình hơn các bạn ha, thì nó cũng là một cái thương hiệu luôn đó. Ví dụ như là HTV hoặc là Star Movie đúng không? Các bạn có hay xem truyền hình cáp có Star Movie rồi cái gì? Đã thấy những cái kênh đó đó, Disney hoặc là Cartoon Network vân vân, thì là mỗi một cái kênh truyền hình như vậy nó cũng là một cái thương hiệu rồi ha. Rồi là Compact này, Compact thì là máy tính ha. Rồi các bạn thấy cái hình như cái quả địa cầu kia là thương hiệu gì các bạn? Bạn nào biết không? Đúng rồi, Firefox, cái trình duyệt web ha, cái trình duyệt web á, thì khi mà chúng ta học tới cái thiết kế về về logo á các bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy được là nó rất là hay nha. Cái tên của nó là gì các bạn? Firefox đúng không? Các bạn thấy có hình một con cáo màu vàng 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 ở đây không? Rồi là gì các bạn? Whiskas. Ở đây có đứa nào biết Whiskas không? Là gì nhỉ? Thương hiệu về cái gì đây? Thức ăn cho mèo. Vậy là cô này cũng còn nuôi mèo nữa ha. Rồi cái logo cuối cùng kia, cái chữ W kia là cái gì ta? Cô cũng không biết nữa. Rồi tới 8 giờ. Xe hả? Sao 7 giờ lại sử dụng xe ta? Tức là tại vì là cô cũng cũng đoán đó là xe xe tại vì cái logo nó quen quen, nhưng mà 8 giờ thì cổ lại có thể là 7 giờ là cổ sẽ sử dụng xe xong rồi cổ đi tới cái chỗ làm đúng không? Cho nên 8 giờ là cổ sẽ làm việc
nó liên quan tới các cái nhãn hiệu về thời trang nè, 8 giờ 11 cũng vậy nè, nhãn hiệu về 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 mỹ phẩm ha. Đầu tiên 8 giờ là liên quan tới các nhãn hiệu về mỹ phẩm, ví dụ Nivea, Revlon này, cái gì đó không rõ lắm nè, CoverGirl này, Maybelline nè, Lancôme, Urban Decay, vân vân. Những cái thương hiệu còn lại thì cô không 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 rõ, tức là đọc được nó nhưng mà không có thịnh hành ở thị trường Việt Nam của mình nên là cũng không biết nó là cái gì. Rồi tới lượt là thời trang ha, các thương hiệu về thời trang ví dụ như Lazada nè, Banana Republic nè, H&M nè, Monaco này nó Nike West và Aldo, thì đó là những cái thương hiệu thời trang gọi là ở cái tầm tầm trung á ha, ở cái phân khúc ở tầm trung rất là nổi tiếng ở nước ngoài. Rồi chúng ta xem thử là tiếp theo thì có cái gì nha. 8 giờ 30 phút thì có một cái biểu tượng gì gì màu đỏ nè, cô cũng không biết nữa ha, nhưng mà có một cái biểu tượng là quả táo cắn dở ở đây thì quen thuộc quá rồi. Rồi 9 giờ nè, 9 giờ thì có vẻ như là cổ đang sử dụng cái gì đó liên quan tới mạng xã hội đó như máy tính ha, ví dụ Dell nè. Dell thì có hệ xử lý Intel nè, Microsoft nè, phần mềm Microsoft này đúng không, rồi là lướt mạng nè, chỗ này là có Xerox này, Xerox là thương hiệu máy in rất là nổi tiếng này đúng không, Epson này, rồi cũng trình duyệt web này vân vân. Và cái đoạn mà cái này là sao lại cái biểu tượng với cái đó ở đây nữa, không biết phải xe không ha, từ tìm hiểu sau ha. Rồi 12 giờ 45 phút thì các bạn thấy là cổ uống một cái loại gọi là sữa thôi ha, và uống Pepsi cũng như là lại lướt web nữa nè. Thì các bạn thấy một cái đặc điểm khi mà đi làm việc ở nước ngoài đó, đặc biệt là ở Mỹ đó, cái thời gian nghỉ trưa của họ rất là ngắn, thời gian nghỉ trưa của họ rất là ngắn, và họ vào làm việc và họ nghỉ buổi chiều rất là sớm. Cho nên là thường là mình ở Việt Nam của chúng ta thường nghỉ buổi trưa rất là lâu, bởi vì đặc trưng văn hóa của người Việt Nam mình là phải ăn một ngày 3 bữa, và buổi trưa cũng là rất là quan trọng, và thậm chí là có cái thời gian là ngủ trưa nữa, nghỉ trưa nữa ha. Nhưng mà ở bên đó thì người ta không có cái thói quen này, không có cái thói quen mà ngủ trưa đâu, cho nên là cái thời gian nghỉ buổi trưa của họ rất là ngắn thôi, và thậm chí là ngắn quá cho nên là họ ăn tạm cái gì đó ở tại công ty thôi, chứ họ không có ra đi ăn ngoài, và vào làm việc lại đúng không, làm việc lại cho tới 3 giờ 15 phút này thì các bạn thấy uống cà phê này, Martini ha. Martini thì các bạn thấy là đây là một cái nhãn hiệu về rượu, rượu mạnh, thì có thể là cô này cô hoặc là anh này làm gì đó mà anh buồn ngủ hết á thì phải uống cà phê, uống cà phê không tỉnh nổi gì thì phải phải làm ly Martini. Xong rồi làm ly Martini thì không được phép là uống uống rượu á, có thể là có mùi luôn, quá trình làm việc cái là phải quất một ngụm lít Tourinho đúng không, nước súc miệng khử mùi. Rồi tiếp tục như vậy tới ở các bạn thấy 5 giờ 49 phút PM là bắt đầu đi 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 uống rồi nè, đi tới một cái câu lạc bộ nào đó rồi đúng không, và uống Heineken, uống uống rượu bia ở đây rồi, và tiếp tục buổi tối về, vân 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 đúng không. Và tới 2 giờ 18 phút thì mới đi ngủ, đánh răng đi ngủ trở lại đó. Thì các bạn thấy là đây là một cái gọi là cái thời gian biểu cũng tương tự như vậy mà nó gọi là thân thuộc ở Việt Nam của chúng ta hơn. Và cái thời gian biểu này thì có thể là được lập cũng cách đây cũng tương đối là lâu rồi, bởi vì các bạn thấy là có xuất hiện một 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 logo ha, một cái logo trứ danh, và rất là thân thuộc với cái độ tuổi khoảng cỡ 8x ha, 8x không biết 9x còn không, đó là Yahoo. Các bạn biết Yahoo không ạ? Ngày xưa thì không có cái mạng xã hội, không có Facebook đâu ha, và Yahoo giống như là thống lĩnh thị trường luôn vậy đó, cách chiếc đồ các kiểu đó các bạn ha. 9 giờ tối đu rét nè ha, 9 giờ các bạn biết sao không, thật ra thì nó hơi nhạy cảm một chút xíu về cái mặt về sản phẩm ha, nhưng mà khi nói về cái việc mà xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng thông qua cái nền tảng xã hội đó, tức là cái content marketing đó, các bạn biết là Durex nó làm cực kỳ tốt luôn.
À, và các bạn thấy là nó bắt trend ha, nó bắt trend và nó biến thành một cái ý tưởng, một cái content marketing nó cực kỳ là hiệu quả luôn á các bạn. Nếu như là các bạn có thể vào các bạn xem trong cái page của nó cực kỳ hay luôn, và cái người admin đó, cái người quản trị cái page đó cũng cũng rất là sáng tạo ha, cũng rất là sáng tạo. Các bạn vào các bạn đọc các bạn thấy rất là hay. Thì đó là những cái kinh nghiệm ha, mà các cái thương hiệu cần phải lưu ý khi mà chúng ta chuyển đổi từ cái việc là từ cái marketing truyền thống sang marketing trong cái thời đại công nghệ, cũng như là xây dựng thương hiệu trong cái thời đại cũ, nó khác với việc là xây dựng trong thời đại công nghệ. Chúng ta tận dụng cái công nghệ đó để tương tác với khách hàng thì sẽ tạo ra một cái sức hút rất là hiệu quả luôn á. Đó, các bạn thấy là những cái thương hiệu rất là gần đây, Vinaphone nè, VnExpress nè, đúng chưa, Lavi nè, VTV nè, Colgate nè, vân vân. Rồi thật ra thì hồi nãy đó các bạn gần như là kể thiếu rất là nhiều cái thương hiệu mà dường như ngày nào các bạn cũng phải tương tác với nó. Ví dụ như ở đây có đứa nào không xài Facebook không, không xài Zalo không, mở mắt ra cái là bật Facebook lên lướt lướt, hoặc là Insta lên lướt lướt lướt, đúng không? Rồi ví dụ như là YouTube nè, trời ơi cực kỳ luôn á, giá trị thương hiệu của nó lớn lắm ha. Rồi thì đó là những cái thương hiệu mà nó ở xung quanh cuộc sống của chúng ta, và đây là một số những cái tên thương hiệu cũng như là những cái logo mà các bạn thấy rất là gần gũi, những cái thương hiệu ở trong nước và ở nước ngoài. Thì các bạn thấy ở đây cô liệt kê ra một số thôi ha, một số thôi, thì liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là thời trang, quần áo, giày dép thì có Adidas nè, hàng công nghệ ha, thì có Apple nè, thức ăn thì có McDonald's ha, Google Google nè. Các bạn thấy hai cái logo của Google khác nhau không? Hai cái biểu tượng nó khác nhau ha, và Google là một trong những cái thương hiệu mà gọi là có cái tính sáng tạo ha, có cái tính sáng tạo và có khả năng, tức là cái tính khả thi trong cái việc là họ thay đổi logo liên tục nhưng vẫn giữ được cái gì các bạn, giữ được cái sự nhận biết nhất định ở trong lòng khách hàng. Chứ ví dụ như là những cái thương hiệu khác hoặc những cái trường hợp khác, chẳng hạn chúng ta thay đổi logo liên tục thì có thể ảnh hưởng tới cái sự nhận biết của khách hàng và nhận thức của khách hàng. Nhưng mà Google là một, thứ nhất là vì khi người ta thiết kế những cái logo khác nhau thì người ta vẫn phải gọi là dựa trên, vẫn phải giữ lại những cái đặc điểm ha, những cái đặc điểm nguyên bản của nó. Ví dụ như là màu sắc này, những cái màu sắc sử dụng trong những con chữ này, đúng không ạ? Rồi là vẫn giữ lại những cái dòng chữ nhưng mà có cái sự sáng tạo ở trong đó. Và các bạn biết là cứ mỗi tới một cái ngày gì đó ha, thậm chí là ví dụ như tới cái ngày Quốc khánh của Việt Nam chẳng hạn, các bạn mở Google lên thì các bạn cũng thấy nó đổi logo cho thị trường Việt Nam của chúng ta, có một cái hình cờ đỏ sao vàng hay là cái gì đó. Thì rồi tương tự như vậy, tới cái ngày sinh, tưởng niệm ngày sinh của một cái người nổi tiếng nào chẳng hạn, một vị anh hùng nào đó chẳng hạn mà có sức ảnh hưởng đó, thì người ta cũng cũng đưa vào, cũng thiết kế lại cái logo và đưa lên như vậy. Nó tạo ra một cái gì các bạn, một cái sự nhìn nhận, một một và một cái cảm tình rất là lớn đối với cái thương hiệu này, và ít có thương hiệu nào có thể làm được, bởi vì cái đặc tính của nó là nó có thể thay đổi được ha, và nó thay đổi được một cách gọi là nhanh, kịp thời, và cũng có thể là tức là ngày hôm nay thôi, xét trong vòng một ngày, hôm nay thôi và ngày hôm sau thì có thể là quay lại cái cũ rồi, bởi vì nó sử dụng cái mạng mà, chứ không phải là in lên cái bao bì. Ví dụ như các bạn in lên bao bì thì rõ ràng là mất rất là nhiều thời gian, rất nhiều chi phí, xong rồi là gây một cái sự hỗn loạn, tại vì các bạn đưa cái sản phẩm ra thì có thể là chưa bán hết, xong rồi lại thêm phát ra nữa, cái là nó rối liền à. Còn đây thì người ta kiểm soát được chất điểm nhờ cái mạng và cái đặc điểm của cái sản phẩm Google này. Rồi xe thì có Ford này đúng không, có Mercedes nè, nước giải khát, cái ngành giải khát thì có Pepsi, Coca-Cola chẳng hạn, nhưng mà chưa có logo ở đây. Có trực, các bạn biết là cái con báo này là thương hiệu của sản phẩm gì không?
Chưa qua. Sản phẩm gì các bạn biết không ạ? Cũng là xe ô tô luôn ha. Rồi một cái thương hiệu bia rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, và thời gian sau này thì mới bắt đầu chú trọng tới việc làm thương hiệu đó. Đó là bia Sài Gòn ha. Rồi ở trong những lĩnh vực khác thì người ta cũng rất là chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, tức là ở đây người ta xây dựng thương hiệu không chỉ ở các cái sản phẩm mà còn thương hiệu là một cái địa phương nữa. Ví dụ như là khi các bạn nhìn những cái hình ảnh ở trên này, các bạn có thể đoán được nó là đặc trưng của cái nước nào chẳng hạn. Ví dụ như là tượng nữ thần tự do thì rõ ràng là ở Mỹ rồi đúng không? Kim tự tháp thì là ở ở Ai Cập. Rồi cái đền Kiyomizu á, thì rất là nổi tiếng ở Nhật Bản nè. Nhà hát Sydney, nhà hát Opera có hình một cái những cái cánh buồm á thì cũng rất là nổi tiếng ở ở Úc. Rồi là Stonehenge ha, tức là những cái những cái hàng những cái gọi là cái gì các bạn, những cái cục đá thôi, những cái cục đá nặng rất là nặng luôn á, cái nặng nhất là lên tới 50 tấn mà cái nhẹ nhất là khoảng cỡ 5 tấn, và được sắp xếp theo một cái trình tự từ cái thủ nào á, và người ta cho rằng thì những cái người ngày xưa họ sắp xếp lại như vậy để mà người ta biết cái giờ giấc, bởi vì là mặt trời chiếu vào đó thì nó sẽ hình thành gì đó, nói chung người ta kiểm soát giờ giấc thông qua này, thì cũng là rất là nổi tiếng ở ở United Kingdom nè. Rồi là ví dụ như là các bạn có thể thấy là cái điện Kremlin ở ở Nga nè, vân vân đúng không? Ở Việt Nam mình thì có cái gì các bạn? Các bạn biết biểu tượng của Việt Nam mình là gì không? Hoa sen hả? Nón lá, chùa một cột ở Vịnh Hạ Long. Rồi rồi gì nữa không, đứa nào nghĩ ra được gì nữa không? Landmark, làm gì có landmark, landmark mới sau này thôi. Áo dài hả? Hồ Gươm, xã hội chủ nghĩa. Thật ra các bạn biết sao không, nãy giờ không biết bạn nào đúng, biết bạn nào sai luôn á. Vì lý do là gì? Mình chưa có xây dựng được một cái biểu tượng như vậy. Tại vì là có thể là mỗi một cái người dân ở Việt Nam, người ta sẽ có một cái nhìn nhận riêng của bản thân mình về một cái biểu tượng. Ví dụ như là nhiều người cho rằng áo dài là biểu tượng của Việt Nam, đúng rồi, tại vì là chỉ có Việt Nam mình nhưng truyền thống về về trang phục là áo dài rõ ràng rồi đúng không? Rồi là ví dụ như là khi nói tới địa danh á thì mình nghĩ tới thủ đô Hà Nội có cái Hồ Gươm nè, rồi gì hồi hồi nhỏ học cái gì chùa một cột, rồi nhớ gì chùa một cột in lên tờ tờ tiền đồ nữa thì chắc là biểu tượng rồi đúng không? Nhưng mà các bạn biết sao không, khi mà mình đi đi hỏi người ta, tại vì cái điều quan trọng á các bạn là khách hàng hoặc là những người khác á, khách hàng mục tiêu của mình, người ta nhìn nhận mình như thế nào. Các bạn xây dựng cho các bạn một cái thương hiệu cá nhân và các bạn xác định mục tiêu đúng không, và các bạn xây dựng cái hình ảnh của mình theo mục tiêu của mình. Ví dụ như là các bạn nói là bây giờ em muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu của em là một doanh nhân rất là đỉnh đạt. Vậy thì em cứ việc xây dựng dựa trên cái đó. Em muốn thay vì cái tên em như vậy đó thì em phải đặt một cái tên khác nghe nó thật là rồm, nó liên quan đến kinh doanh. Và em đặt một cái tên, xong rồi là em sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng cách là lúc nào em cũng mặc đồ vest, em xách tập tác đồ đại khái, tức là em muốn xây gì thì em xây đúng không? Đó là cái cảm nhận của em và cái chiều hướng của em. Nhưng mà quan trọng là gì ạ, những người khác họ nhìn vào á, họ có biết được và họ có nhận ra được là, hay là khi nói tới em á thì người ta có thấy đó là một doanh nhân không? Cái đó mới là điều quan trọng. Vậy thì xây dựng thương hiệu cũng vậy. Cho nên các bạn thấy là ở Việt Nam của mình á thì xây dựng thương hiệu du lịch cũng có, xây dựng thương hiệu về về quốc gia cũng có, nhưng mà riêng hồi á không biết gì hết trơn á. Ví dụ đi hỏi nước ngoài chẳng hạn thì có nhiều người họ rất là ấn tượng về 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 phở đúng không? Như Lan Hương nói á.
Người nước ngoài khi hỏi là khi nghĩ tới Việt Nam bạn nghĩ tới gì, nghĩ tới phở, bởi vì tôi qua đó tôi thấy là ở đâu cũng có phở và bạn tôi giới thiệu tôi đi ăn phở và cực kỳ ngon luôn, và bạn tôi nói là phở là một món ăn dân tộc mà không ở đâu có và tôi rất là ấn tượng, cho nên là khi nói tới Việt Nam tôi nghĩ tới phở. À, rồi ví dụ như đúng là các bạn thấy là hỏi những cái người lớn 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 tuổi, những cái người mà những cái thế hệ trước ấy, thì khi nói tới Việt Nam thì đúng là người ta đó là một nước xã hội chủ nghĩa, điều đó đúng chứ không phải là sai đâu ha. Rồi cho nên là các bạn thấy là rồi các bạn thấy cái hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước của mình không có đồng nhất, nó không có thống nhất gì hết trơn, các bạn thấy quảng bá cái hình ảnh của đất nước của mình nó thông qua cái việc là chúng ta tham gia các cái hoạt động quốc tế, nó thể hiện được rất dưới nhiều hình thức khác nhau đúng không các bạn. Ví dụ như là khi mà các bạn đi đi thăm các nước, các bạn đi đàm phán với các nước, thậm chí là thông qua những cái cuộc thi, đặc biệt là ví dụ như cuộc thi hoa hậu chẳng hạn, thì đó là một cái cơ hội để mà chúng ta phô diễn hoặc là đưa cái hình ảnh của đất nước mình cho người ta biết là cái thứ gì. Mà trong mấy cuộc thi hoa hậu á, các bạn thấy không, bữa thì áo dài, bữa thì nón lá, rồi thậm chí là khuân nguyên một rổ bánh mì lên luôn, bánh mì Việt Nam đó. Cho nên là thật ra là nói thì không phải là nói gì ha, nói không phải là chê hoặc là gì đó, nhưng mà cũng hơi buồn chút xíu là thật ra là họ không có định hướng trong cái việc xây dựng cái hình ảnh quốc gia ở đây, chưa có định hướng rõ ràng và chưa có những cái hoạt động gọi là thúc đẩy mạnh mẽ để có thể xây dựng được cái hình ảnh địa phương cho Việt Nam của chúng ta. Đó, lúc nào cũng là xây dựng hình ảnh của Việt Nam có một cái vị thế nhất định trên trường quốc tế, lúc nào trong mấy cuộc họp với ổng cũng nói vậy, đến hồi hỏi ra không ai biết cái gì về Việt Nam hết. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà chúng ta có một cái địa danh hoặc là một cái gì đó mà nó trở nên thành đặc trưng, nó nổi tiếng á, thì nó cũng rất là hay đúng không các bạn, nó rất là hay, nó tạo ra một cái đặc điểm nào đó mà khi mà nhắc tới cái nước đó thì người ta nghĩ ngay tới cái điều đó rồi. Thì hy vọng là tương lai nước của chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Rồi khi nói về cái tầm quan trọng của thương hiệu đó thì các bạn thấy là cái trường hợp mà Unilever định giá kem đánh răng BF là 5 triệu đô vào 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 khoảng năm 1997 1998, tức là cách đây cũng rất là lâu rồi. Và cái câu chuyện nó diễn ra đó là các bạn biết là khi mà trước đây á thì cái kem đánh răng BF này đó nó thuộc về công ty mỹ phẩm Sài Gòn ha, thuộc về công ty mỹ phẩm Sài Gòn. Và các bạn biết là ở cái thời điểm mà trước năm 1000 để xem, trước năm 1975 là trước giải phóng á, trước giải phóng á, là các bạn biết là chỉ có công ty Hóa Mỹ Sài Gòn á, thì người ta mới có khả năng sản xuất ra được kem đánh răng BF này thôi. Tức là kem đánh răng trong cái tuyết á, trong cái tuyết kem đánh răng như mình mua bây giờ á, bởi vì chỉ có công ty đó nhập được cái hệ thống máy móc đó về và độc quyền trên toàn Việt Nam luôn. Bởi vì cái sự độc quyền nó cho nên là chỉ có một thương hiệu kem đánh răng dạng tuyết là BF nó nằm ở thị trường Việt Nam thôi. Và các bạn biết là sử dụng kem đánh răng BF thì dạng tuyết này thì nó rất là tiện lợi, bởi vì là có cái nắp, xong các bạn cứ nặn ra các bạn lấy như bây giờ á. Còn các bạn biết là bởi vì họ không có hệ thống máy móc á, cho nên là họ phải làm cái kem đánh răng á, mà họ họ để trong cái hộp đó các bạn, nó giống như là cái hộp phấn nén á, giống như là cái hộp phấn nén bây giờ á, thì có nhiều cái là vặn nắp xong lấy ra, có cái thì nó cũng làm như cái hộp phấn nén, cái hộp phấn phấn đánh mặt của các bạn nữ bây giờ, tức là ấm bấm một cái nút nhỏ nhỏ cái nó bật cái nắp lên á. Và các bạn biết là ngày xưa á, là tại vì là trước 1975 mà chiến tranh mà bị đô hộ rồi là bị chia cắt đủ thứ hết á, cho nên là có một số giai đoạn á, là cái hệ thống logistics nó không có hoạt động được, thì một số nơi là không có nhập được á, không có nhập được cũng như là không có chuyển kem đánh răng lên để mà nằm bán được.
thì các bạn biết là có những thị trường là chỉ có cái hộp đó thôi, và cái hộp đó thì các bạn biết là khi mình bật lên thì làm sao để xài, các bạn lấy, các bạn chặt đánh răng, các bạn quyết 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 ít, các bạn đánh răng. Thì các bạn thấy là thông thường nếu mà như vậy thì mỗi người phải xài một một hộp, chứ nếu mà xài chung thì nó ghê lắm, lấy cái bàn chải, cái mỗi người cái bàn chải cứ quẹt 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 vô vậy thì ghê lắm. Cho nên là thường là mỗi người trong nhà sẽ được được mua một hộp như vậy đó. Thì các bạn biết là cả nước Việt Nam của chúng ta đó, thì khi nói kem đánh răng thì chỉ biết tới BS, không biết tới gì nữa hết trơn ấy. Đó. Thì các bạn biết là cái lúc mà giải phóng xong á ha, giải phóng xong đó thì BS vẫn còn gọi là thống lĩnh được ở cái thị trường Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên là vào cái thời kỳ mở cửa đó, khoảng khoảng cỡ năm 1997 thì luật đầu tư nước ngoài được ban hành, thì các cái doanh nghiệp nước ngoài nó bắt đầu nó vào đầu tư ở thị trường Việt Nam. Và các bạn biết là cái luật á, cái luật mà các cái công ty nước ngoài mà muốn đầu tư ở thị trường Việt Nam á, thì phải liên danh với một công ty ở trong nước. Thì Unilever khi mà vào thị trường Việt Nam của chúng ta thì liên danh với lại là công ty hóa mỹ phẩm Sài Gòn. Thì công ty này là công ty cô nói là có trước 1975 á, và sở hữu cái thương hiệu BS này đó. Thì khi mà liên kết như vậy đó, và bởi vì Unilever nó quá mạnh đi, cho nên là công ty hóa mỹ phẩm Sài Gòn, một cái công ty mà các bạn biết là nó cũng mang cái tính chất là kiểu như là không phải là tư bản chủ nghĩa, mà cho nên nó không cạnh tranh lại với Unilever được. Sau một thời gian thì nó bán lại cái thương hiệu PS cho Unilever, và Unilever cũng chỉ mua lại một cái thương hiệu PS thôi, không mua thương hiệu nào hết đó, chỉ mua PS thôi. Và Unilever lúc này định giá cho cái thương hiệu cho nó đăng PS này là 5 triệu đô vào cái thời điểm khoảng cỡ năm 1997-1998. Thì các bạn thấy là lúc mà định giá PS 5 triệu đô đó, thì cái tài sản hữu hình cho cái sản phẩm này đó, tức là sản phẩm tài sản hữu hình đó nó thể hiện dưới gì, hồi nãy cô nói với các bạn là hệ thống máy móc thiết bị nè, rồi nhà xưởng nếu có nè, rồi là những cái sản phẩm có mặt ở trên thị trường, hệ thống kênh phân phối vân 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 liên quan tới nó, thì được định giá tổng cộng tài sản hữu hình là 500.000 đô, 500.000. Như vậy thì cái giá trị thương hiệu còn lại của PS này là 4,5 triệu đô, ở đúng không ạ, 4,5 triệu đô. Và ai ai cũng nhìn thấy được cái thực tế là thiệt ra là cái tài sản hữu hình của PS nó không có cái gì hết, nhưng mà tại sao Unilever nó lại định giá 5 triệu đô? Cái thời điểm đó là các bạn biết là Việt Nam của chúng ta là các cái doanh nghiệp là họ dường như không biết gì về thương hiệu, thậm chí là marketing cũng chẳng thèm làm nữa. Bởi vì trước đó chúng ta hoạt động theo cái kiểu gì các bạn? Tự cung tự cấp á. Rồi là cái gì cũng hợp tác xã, cái gì cũng nhà nước quản lý á các bạn. Cái gì cũng có sự can thiệp của nhà nước hết trơn á. Và cạnh tranh không có công bằng, và cái gì cũng quốc vô hợp tác xã, xong rồi bắt đầu chia đều ra, do hợp tác xã chia đều ra vậy đó. Cho nên là người ta không có chú trọng vào cái việc là tạo ra một cái gì riêng của mình hết trơn á. Và người ta cũng không không chú trọng tới việc là làm thương hiệu, hoặc là cái giá trị của thương hiệu là gì, người ta không chú trọng tới cái điều đó. Cho nên là các bạn biết là cái thời điểm mà Unilever mua lại cho nó đăng BS với giá 5 triệu đô là cả nước Việt Nam mình xôn xao về cái vụ này luôn. Các bạn biết tại sao không? Người ta lên tiếng, người ta nói là Unilever là một công ty nước ngoài ha, và tự dưng nó đầu tư, nó liên kết đầu tư ở nước Việt Nam của chúng ta, và tự nhiên nó định giá một cái sản phẩm là 5 triệu đô. Như vậy thì trong khi giá trị tài sản hữu hình chỉ có 500 ngàn thôi, tức là gì, nó có một cái âm mưu hoặc là nó có một chiêu trò gì đó mà của bọn tư bản mà nó làm cho Việt Nam của mình phải cẩn trọng với cái bọn này, tức là họ xôn xao về cái thông tin đó. Nhưng mà thật ra các bạn nó chẳng có ý đồ gì hết trơn á, mà nó thấy được cái gì các bạn, nó thấy được cái giá trị, cái tiềm năng ha? Cái giá trị, cái tiềm năng của việc khai thác cái thị trường Việt Nam của mình và chiếm cái thị trường Việt Nam của mình thông qua cái kem đánh răng BS này, bởi vì nó chưa có nền tảng nào hết á, và nó chỉ cần sở hữu một cái thương hiệu BS thôi, và từ trường Việt Nam của mình. Các bạn thấy cái tầm nhìn của nó là như vậy,
Và thực tế nó đã làm được như vậy, đúng không ạ? Hàng tiêu dùng ở Việt Nam của chúng ta, các bạn thử đếm ở trong nhà các bạn ra có bao nhiêu sản phẩm của tập đoàn Unilever, đúng không? P&G thì cũng là tập đoàn tiêu dùng lớn, tuy nhiên nó vào sau Unilever, tất nhiên là nó thị phần của nó nhỏ hơn rồi. À, thì các bạn thấy là từ một cái thương hiệu có giá trị ở trong lòng khách hàng, đúng không ạ, mà nó có thể từng bước chiếm lĩnh toàn bộ cái thị trường Việt Nam của chúng ta luôn. À, nó thấy được cái điều đó và nó dám định giá vào cái thời điểm đó cho kem đánh răng BS là 5 triệu đô. Đó. Nhưng mà thiệt ra đâu phải là có ý đồ gì đâu, mà cái thực tế đó là đây là một cái sản phẩm mà gọi là độc quyền duy nhất và chỉ duy nhất ở trong tâm trí người Việt Nam của chúng ta thôi. À, tầm quan trọng đó ha, rất là quan trọng. Rồi các bạn thấy là một cái trường hợp khác này. À, ví dụ như là Cadbury trả 220 triệu đô để mua lại cái hoạt động kinh doanh, tức là cái thương hiệu nước ngọt Heinz and Crust từ hãng P&G ha. Và nó cũng, các bạn thấy chỉ trả bao nhiêu? Trả có 20 triệu đô thôi cho tài sản hữu hình, còn 200 triệu đô còn lại là cho giá trị thương hiệu. Nên các bạn thấy là có những trường hợp là gì, mình bán thương hiệu đi xài phủ phê luôn. À, như vậy thì không những là tạo ra những cái hiệu quả ở trong kinh doanh qua cái doanh thu, qua việc là chúng ta thu hút được khách hàng, mà nó còn tạo ra một cái giá trị gọi là tài sản thực tế ha, quy ra được bằng tiền mà chính cái thương hiệu có thể tạo ra được luôn. À, thông qua việc là chúng ta có thể xây dựng một cái thương hiệu mạnh, một cái thương hiệu tốt ở ở trong lòng khách hàng đó. À, rồi, và theo Tesla Vít đó, thì các bạn thấy như đầu tiên cô nói, bây giờ người ta không có cạnh tranh ở trên cái cấp độ là sản phẩm nữa, ai cũng có thể sản xuất ra những cái sản phẩm tương tự nhau. À, mà chúng ta phải đầu tư vào những cái sản phẩm gia tăng. À, ví dụ như là thiết kế về bao bì này, rồi là dịch vụ này. À, ví dụ như hồi nãy cô hồi khi mà chúng ta học sale đó, các bạn thấy là mình có thể cạnh tranh với những cái đối thủ khác bằng cách là mình nghĩ ra cái cách để mà customize cái sản phẩm của chúng ta cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng, nó tạo ra một cái sự đặc biệt, tạo ra một cái sự riêng biệt cho khách hàng để đáp ứng được cái nhu cầu của họ một cách hiệu quả hơn, mà chúng ta vẫn có thể kiểm soát được cái chi phí ở về bán hàng chẳng hạn, thì đó cũng là một cái ưu thế. À, rồi dịch vụ này, qua cái hoạt động quảng cáo để mà xây dựng một cái hình ảnh riêng cho doanh nghiệp. À, rồi qua cái giá trị thương hiệu, giá trị thương hiệu, tức thương hiệu đây chính là cái mà khách hàng cảm nhận, cái mà khách hàng họ tin tưởng vào. À, rồi là dịch vụ về tư vấn tài chính vân vân, nói chung là những cái yếu tố tăng thêm, chứ không phải là những cái yếu tố phần cứng nữa. Thì các bạn thấy là cái thời bao cấp thì các bạn ở thấy ở Việt Nam của chúng ta là chúng ta sản xuất theo cái kế hoạch nữa, do ở trên đưa ra hoặc là của hợp tác xã thôi, và phân phối thì theo cái hệ thống của nhà nước, cho nên là các bạn thấy người ta không có chú trọng tới cái việc là đặt tên thương hiệu hoặc là quản trị thương hiệu đâu. Cho nên là các bạn thấy là bây giờ người ta lại có cái phong trào là hoài cổ, quán quán cà phê số 1 hay là quán khớp tóc số 10. Ngày xưa các bạn thấy người ta cũng không chú trọng tới việc đặt tên nữa, thấy không? Và cũng có cái sự khác biệt gì hết á. Các bạn xem những cái bộ phim hoặc là những hình ảnh về tư liệu cũ á, thì các bạn thấy là ở trên một con phố như vậy á, thì sẽ có nhiều cái quán ha, nhiều cái quán gọi là ngày xưa người ta không gọi là quán tạp hóa mà người ta gọi là bách hóa ha, ví dụ như là bách hóa số 1, bách hóa số 2, bách hóa số 3, vậy thôi, cũng không có đặt tên luôn. Rồi cái bảng hiệu á, nó cũng có gì khác nhau hết trơn á, chỉ khác cái số, nó là số 1, số 2, số 3 thôi, rất là dễ nhầm lẫn với nhau. Thì ai quen đâu vô đó, ai gần đâu vô đó thôi, chứ cũng không có cạnh tranh gì nhau hết trơn với việc là trong nhận thức và tạo cái sự khác biệt của khách hàng hết trơn á. À, cho nên là thật ra là ở Việt Nam của chúng ta rất là chậm trong cái việc nhận thức ha. Cái sự quan trọng của việc làm thương hiệu cũng vì cái chế độ của chúng ta ngày trước, đó là chế độ bao cấp. Các bạn thấy là cái bao cấp á, nó hạn chế cái sự phát triển và cái sự cạnh tranh đó.
Các bạn thấy là khi mà vô hợp tác xã không ai chịu làm hết trơn á, cái thời của các bạn giờ là hơn có thể là không hiểu hợp tác xã là cái gì hết đúng không, nhưng mà ngày xưa là các bạn cứ tưởng tượng là các bạn có đất có đai hay có gì là cứ gọi là bị nhập chung vô hết á. Bị nhập chung vô hết á, ví dụ như cô có mẫu bạn có hai sào hay gì đó thì cũng nhập chung vô hết, xong rồi làm ăn chung vậy nó, xong bán lên chia ra. Như vậy thì các bạn sẽ thấy xảy ra cái tình trạng là gì ạ? Không ai cố gắng hết á. Mà nếu mà mình làm nhiều á thì mình cũng không được hưởng nhiều, mà cái kiểu chia đều ra như vậy. Rồi hệ thống phân phối thì sao? Nhà nước phân phối, nhà nước quản lý hết mà cũng không tạo ra được cái sự cạnh tranh. Và nó kìm cái sự phát triển lại. Thì các bạn thấy phải có cái sự cạnh tranh đúng không? Phải có cái sự cạnh tranh, bất cứ cái gì cũng vậy thì mới phát huy được cái hiệu quả trong một cái hoạt động. Ví dụ như bây giờ tổ chức một cái cuộc thi đi à, thì khi mà các bạn bước vào cái cuộc thi đó thì tự dưng các bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, tại vì nó có cái sự cạnh tranh. Một cái doanh nghiệp cũng vậy, khi mà họ đứng một mình đó, thì họ cứ rì, rì, rì vậy thôi, kệ, tại vì có mình mà sợ cái gì. Nhưng mà tự nhiên có một thằng xuất hiện đó, mình phải cạnh tranh, mình phải là sửa đổi cái này sửa đổi cái kia, thì nó sẽ tạo ra nhiều cái lợi ích về về kinh tế hơn. Kinh tế nó sẽ phát triển nhanh hơn đó. Rồi thế thì chúng ta sẽ xem thử là người ta hiểu về thương hiệu như thế nào. Thì ở đây có một cái định nghĩa thương hiệu hay còn gọi là brand ha. Thì các bạn thấy cái định nghĩa này là theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ nha các bạn nha, hoặc là các bạn đọc trong một số những cái tài liệu nước của tác giả nước ngoài thì các bạn sẽ thấy được những cái khái niệm về thương hiệu tương tự như vậy. Chứ ở Việt Nam của chúng ta không có định nghĩa về brand đâu ha, mình tách ra định nghĩa về về brand name tức là cái tên, rồi brand mark tức là cái dấu hiệu cái ký hiệu ha, chứ người ta không có gộp chung lại thành một cái brand. Do đó là ở đây với cái quan điểm của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, và chúng ta cũng theo cái quan điểm này để hiểu ha, thì thương hiệu nó là một tập hợp những cái yếu tố bao gồm có tên. Tên thì nó sẽ gồm có từ đọc được, đúng không? Từ ngữ mà các bạn có thể phát âm được, có thể đọc được. Những cái ký hiệu, biểu tượng, hình vẽ thiết kế là những cái yếu tố này có thể là đọc được hoặc có thể là không đọc được. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái logo của Google chẳng hạn, đúng không? Nó dưới dạng một cái logo, tức là một cái biểu tượng hình vẽ, nhưng mà các bạn vẫn có thể đọc được là Google. Vẫn có thể đọc được là Google. Rồi cái biểu tượng mà của xe chiếc Ford chẳng hạn, đúng không? Cái logo của chiếc Ford chẳng hạn, thì các bạn cũng thấy là nó là cái logo, nhưng mà nó gồm cái chữ, nó được được hình thành từ những cái chữ, cho nên là chúng ta cũng đọc được luôn, đúng không? Cho nên là cái logo thì có thể là không đọc được, hoặc là có thể là đọc được. Ví dụ như cái quả táo kia kìa thì các bạn không đọc được, nhưng mà các bạn có thể nhận biết được, hình dung được, nhớ được, nhận ra được. Rồi và hoặc là nó có thể là tập hợp những cái yếu tố trên luôn thành một cái biểu trưng hoặc là một cái biểu tượng để mà người tiêu dùng có thể phân biệt được hàng hóa, sản phẩm ha của công ty này và công ty khác, hay người bán này và người bán khác. Thì các bạn thấy là cái nền tảng của nó, của thương hiệu này đó, thì nó dựa trên cái gì? Các bạn dựa trên một cái sự nhận biết. Vậy thì mình phải tạo ra cái bộ nhận diện thương hiệu trước, phải xác định mình là ai trước, là sân tên trước này, đúng không ạ? Phải tôi là ai, xong rồi tôi mới làm cái gì được, nó theo quy luật như vậy. Rồi và các bạn sẽ thấy là thương hiệu ở đây nó sẽ là tập hợp các cái thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu, các cái giá trị mà họ đòi hỏi. Như vậy thì các bạn thấy trong cái quan điểm về thương hiệu của Ampler này thì các bạn thấy là hiểu thương hiệu có giống với sản phẩm không? Nào, các bạn thử dừng lại và suy nghĩ một xíu xem thử là nó có giống với sản phẩm không? Bởi vì khi mà chúng ta bán cho khách hàng một cái sản phẩm thì rõ ràng là người ta mua sản phẩm để làm cái gì? Khi các bạn học về marketing không? Có nhớ không ạ?
cái thuộc tính của sản phẩm á. Khi mà các bạn thiết kế về sản phẩm thì các bạn phải thiết kế những thuộc tính của sản phẩm, và thuộc tính sản phẩm sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Thuộc tính sản phẩm sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. À, như vậy thì một câu hỏi đặt ra là liệu là một cái thương hiệu nó có phải là một sản phẩm hay là không? À, và có nhất rất là nhiều quan điểm người ta nhầm lẫn giữa hai cái này. Tức là thương hiệu, sản phẩm thì là bao gồm thương hiệu ở trong đó, hay thương hiệu thì bao gồm sản phẩm. Các bạn thử suy nghĩ xem và cho cô câu trả lời thử xem ha. Suy nghĩ một chút xíu nè. Theo cái quan điểm của Amler thì là gì? Thương hiệu nó là tập hợp những cái thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu giá trị mà họ đòi hỏi. Vậy thì sẽ xuất hiện một cái quan điểm đó là như vậy thì một sản phẩm sẽ bao gồm các cái yếu tố trong đó có thương hiệu, hay là thương hiệu sẽ bao hàm các yếu tố trong đó có một yếu tố gọi là sản phẩm. Các bạn thử suy nghĩ ha, và lập luận xem các bạn chọn bên nào và giải thích vì sao. Cho các bạn 2 phút để suy nghĩ nha. Trong khi đó cô đi. Đố các bạn bún bò là nguồn gốc ở đâu? Bún bò thường có chữ Huế rồi đúng không? Đố các bạn mì Quảng là ở đâu? Có phải ở Quảng không? Quảng Nam hả? Phải không? Phải Quảng Nam không? Này là cô cũng không không nắm được luôn đó nha. Đó, Quảng Nam hay Quảng, nói chung là ở đâu đó, nhưng mà nghe mì Quảng nhưng đâu ở Quảng hả? Tới lúc mà cô hướng dẫn cho các bạn phân biệt cái gọi là cái thương hiệu, cái thương hiệu và cái chỉ dẫn địa lý á, cái thương hiệu và cái chỉ dẫn địa lý, cô sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện về về đăng ký nhãn hiệu bún bò Huế ở Huế rất là buồn cười. Nên là cô nói là ở Việt Nam mình vui lắm, mỗi lần có cái trào lưu gì đó là ông nào ông cũng làm hết trơn á, mà ông làm tầm bậy tầm bạ không à. Đói vậy thì kiếm cái gì đó vừa ăn vừa 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 học đúng không? Các bạn học online vậy là sướng quá luôn á. Sướng quá luôn á, chứ đòi gì nữa. Chẳng biết là mấy đứa đang làm cái gì á ha. Cái bình này sao nó không vô bên ta? Bạn nào xung phong phát biểu trả lời câu hỏi nãy không? Vậy thì theo bạn, bạn chọn bên nào? Bên sản phẩm bao gồm thương hiệu hay là thương hiệu bao gồm sản phẩm? Các bạn nghĩ là chúng ta nên nhìn nhận theo hướng nào thì nó sẽ hiệu quả hơn ở trong cái thời đại cạnh tranh hiện nay? Thương hiệu với sản phẩm song hành với nhau nghĩa là sao? Đó là nói bằng nhau hoặc nó giống nhau, hoặc nó có gọi là cái vị trí ngang bằng với nhau á hay sao?
Thì thật ra là những cái nhà quản trị thương hiệu hiện nay đó, người ta phân tích cái cấp độ sản phẩm với năm cái cấp độ ha. Thì cái cấp độ cốt lõi á, người ta gọi là cái core benefit level, thì là chúng ta sẽ xác định xem là sản phẩm nó thỏa mãn cái nhu cầu gì của người tiêu dùng, đúng không? Rồi cái cấp độ thứ hai là cái cấp độ gọi là, dịch ra tiếng Việt gọi là cấp độ sản phẩm chung á ha, mà ở trong cái thuật ngữ của nó gọi là generic product level. Thì cái cấp độ thứ hai này đó là cái phiên bản nó cơ bản, nó là tập hợp những cái đặc điểm cần thiết để chuyển tải lợi ích cốt lõi cho người tiêu dùng, nhưng mà nó không có đặc điểm riêng, nhưng mà nó chưa có cái đặc điểm riêng ở trong này. Cái cấp độ thứ ba là cái expected product level, tức là cái cấp độ mà sản phẩm mong đợi ha, sản phẩm mong đợi đó là cấp độ thứ ba. Thì ở cái cấp độ này thì nó gồm có hai cái cấp độ đầu tiên ha, hai cấp độ đầu tiên nó cộng thêm một tập hợp những cái đặc điểm để truyền tải cái lợi ích mà khách hàng người ta mong đợi, tức là để thỏa mãn một cái nhu cầu đó, thì thỏa mãn nhu cầu cơ bản là ok rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khách hàng nó còn mong đợi là được thỏa mãn nhiều hơn nữa, ví dụ như là bạn mặc một cái áo thì cái mục tiêu là gì các bạn? Bảo vệ nè, che chắn nè cho cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều mà người ta mong đợi thêm nữa từ cái chiếc áo này là ví dụ như là tạo ra cho họ một cái sự dễ chịu, rồi làm một cái size hoặc là một cái sự phù hợp gì đó với cơ thể người ta chẳng hạn. Và nếu thêm cái điều này vào đó thì họ sẽ chiếm được cái ưu thế hơn, chiếm được cái ưu thế hơn so với việc là chúng ta chỉ có hai cấp độ đầu tiên thôi. Còn cấp độ thứ ba đó là trong tiếng Anh nó gọi là cái augmented product level, gọi là cái sản phẩm gia tăng, là ba cái cấp độ kia kìa cộng thêm một cái đặc điểm để phân biệt bằng những cái lợi ích bổ sung dịch vụ liên quan, dịch vụ liên quan mà gọi là mình có lợi thế hơn so với cái đối thủ cạnh tranh nữa đó. Còn cái cấp độ cuối cùng ở trong năm cấp độ của sản phẩm, hồi xưa thì có thể là khi học marketing mình có ba cấp độ thôi, nhưng mà ở đây người ta phân tích tới năm cấp độ. Thì cấp độ thứ năm người ta gọi là cả những cái sản phẩm gia tăng ở cấp độ thứ tư nó cộng thêm là cái sự vận hành và cái sự biến đổi hoặc là lợi ích của sản phẩm ở trong tương lai nữa, cái là cái cơ hội mà khách hàng có thể ở trong tương lai. Ví dụ như là một chiếc máy lạnh chẳng hạn, thì cái lợi ích cốt lõi của nó là mát, đúng không? Là mát hoặc là điều chỉnh được cái nhiệt độ tạo ra cái sự thoải mái cho khách hàng. Cấp độ thứ hai thì nó thể hiện thông qua cái generic level, tức là cái cấp độ chung á ha, thì thông thường nó thể hiện thông qua những cái thuộc tính cơ bản của sản phẩm. Ví dụ như là cái thiết bị ha, thiết bị hoặc là cái công cụ có thể là làm cho không khí nó lạnh ha, rồi là các yếu tố về năng lượng này, hoặc là cung cấp đầy đủ không khí hay là không nè. Rồi cấp độ thứ ba thì các bạn thấy là mình đưa ra những cái sự khác biệt của mình vào đó ở cấp độ thứ ba để mà tăng cái sự cạnh tranh. Ví dụ như là có nhiều cái cấp độ, hoặc là cái tốc độ làm mát nè. Rồi ví dụ như là không có ồn chẳng hạn, rồi là có bộ lọc hoặc là bộ tạo oxy, rồi là có thể là tháo rời để vệ sinh dễ dàng, vân vân đó, thì chúng ta có thể thêm vào. Rồi ví dụ như là các bạn có những cái tính chất nào đó cạnh tranh đặc biệt mà đối thủ không có, ví dụ như là nó có thể tự thiết lập ha, nó có thể tự thiết lập cái nhiệt độ để cân bằng cái nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, để có thể recommend cho cái người tiêu dùng một cái nhiệt độ phù hợp. Rồi ví dụ như là cảm ứng tự tắt bật chẳng hạn, ví dụ như là
Một người nào đó đi ra ngoài khỏi cái phòng đó trong một cái khoảng thời gian bao nhiêu thời gian, nó sẽ tự bật lên, nó sẽ đo cái nhiệt độ ở trong phòng nó. Nếu mà giảm, nếu nếu mà tăng lên quá thì sẽ tự bật lên để điều chỉnh cái nhiệt độ lên nhiệt độ bình thường, xong rồi là duy trì một thời gian mà vẫn chưa có người quay lại thì nó tiếp tục tự tắt lên chẳng hạn. Thì chúng ta phải thêm vào những cái yếu tố đó. Rồi cái cấp độ sản phẩm mà thứ năm á, là ví dụ như là trong quá trình sử dụng á, thì nó ít bị hỏng hóc nè, nó bền nè, nó chạy êm nè, rồi thậm chí là ví dụ như là tự cung cấp từng các năng lượng gì đó mà nhà sản xuất có thể nghĩ ra và thêm vào đó. Thì các bạn thấy ở đây người ta hiểu là gì các bạn? Ở những cái nhà quản trị thương hiệu đó thì mất tiêu rồi. Thì người người ta hiểu rằng là, ủa các bạn đợi cô chút xíu nha, cái này nha. Thì khi mà thảo luận về thương hiệu và sản phẩm, hồi nãy các bạn trả lời nó song hành với nhau á ha, nhưng mà nó khác một cái sản phẩm bình thường ở chỗ là một cái sản phẩm mà nó có bổ sung thêm các cái thuộc tính khác để phân biệt nó với các sản phẩm khác được thiết kế để thỏa mãn yêu cầu, tức là ít nhất á, là một cái sản phẩm nó phải ở cái cấp độ thứ ba trở lên, chứ nếu như một cái sản phẩm ở cấp độ 1 và cấp độ 2 thì nó không được công nhận là một cái thương hiệu, đúng không ạ? Thì cái thương hiệu ở đây là nó đòi hỏi nhiều hơn là một cái sản phẩm thông thường. Và bởi vì cái cấp độ thứ ba, thứ tư, thứ năm á, nó sẽ có tác động tới tâm trí khách hàng, là tạo ra một cái hình ảnh, một cái ấn tượng, một cái quan niệm riêng biệt về một cái thương hiệu, một cái sản phẩm nào đó. Cho nên người ta nói rằng là một cái brand thì bằng cái product cộng với cái image, thương hiệu thì sẽ bằng cái sản phẩm cộng thêm cái hình ảnh. Hình ảnh này là hình ảnh gì? Hình ảnh của cái thương hiệu, của cái sản phẩm, nó được hình thành ở trong tâm trí khách hàng và nó được xây dựng bởi ai ạ? Nó được xây dựng bởi khách hàng, cho nên người ta mới nói là gì? Thương hiệu thì do nhà sản xuất tạo ra đó, nhưng mà giá trị thương hiệu thì do ai tạo ra? Do khách hàng tạo ra. Cho nên nếu như các bạn nói là tôi có đi đăng ký về thương hiệu này, là thương hiệu này là của tôi và tôi thành công rồi, nhưng mà khách hàng không biết gì tới thương hiệu của các bạn, không thích thương hiệu các bạn, họ không một cái tác dụng gì trong cái việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu cả ha. Và khi mà chúng ta hiểu về thương hiệu và sản phẩm á, thì Stephen King là một cái người rất, một một cái diễn giả rất là nổi tiếng. Của cái tập đoàn VKBB, thì ổng nói rằng sản phẩm là những gì được xuất trong nhà máy, nhưng mà thương hiệu mới chính là những gì khách hàng và người ta. Chú trọng tới hình ảnh ha, chú trọng tới cái hình ảnh là nó đều như nhau cả về cái tính chất, về mặt vật lý rất là dễ dàng bắt chước ở trong thời đại hiện nay ha. Nhưng mà thương hiệu, cái sự phát triển của sản phẩm hoặc là cái sự biến đổi
ở trong một cái sản phẩm của một công ty nào đó. Ở ví dụ như là Honda chẳng hạn, đúng không? Cái sản phẩm đầu tiên của Honda tại thị trường Việt Nam của mình là nó thay những cái chiếc đó thành những Vision này, rồi Leaf, thì nó không còn cái tên nào đó khác rồi. Nhưng mà các bạn thấy là cái thương hiệu hoặc điều kiện cho cái việc là công ty thương hiệu nào đó. Cho nên là các bạn sẽ thấy của thương hiệu trong cái quá trình phát triển và kinh doanh của một doanh nghiệp như thế nào. Vậy thì các bạn xem xét, chúng ta xem xét gọi là thương hiệu là một cái sản phẩm, nhưng mà nó một cái sản phẩm nó có bổ sung thêm những cái thuộc tính khác đó, thì chúng ta sẽ phân tích cái thành phần của thương hiệu. Nó sẽ gồm có hai cái phần. Phần thứ nhất sẽ là thành phần chức năng. Thành phần chức năng thì thành phần chức năng ở đây gọi là cái phần cứng, nó sẽ cung cấp những cái lợi ích chức năng của thương hiệu cho khách hàng. Ví dụ như là thông qua cái thuộc tính sản phẩm, chúng ta có thể cung cấp cái lợi ích, những cái công dụng ha, rồi những cái đặc trưng bổ sung, rồi thuộc tính về chất lượng thì nó sẽ có tác dụng tạo nên cái cấp chất lượng cho sản phẩm. Tuy nhiên ngoài những cái yếu tố đó thì nó còn hơn, những cái tính biểu tượng và cái giá trị vô hình nhằm tạo cho khách hàng những cái lợi ích về tâm lý. Ví dụ như các bạn tạo ra cái tính cách về thương hiệu, ví dụ như nói về sân siêu hoặc là bên tin gì đó, thì cái hình ảnh của những cái người sử dụng cái sản phẩm dầu gội đầy đó là những gì các bạn, những cái cô gái trẻ đó chính là cái tính cách biểu tượng, cái tính cách thương hiệu, tức là mình như cô nói với các bạn đó, mình phải thổi hồn và mình phải xây dựng cho nó một cái tính cách gì đó. Rồi là nó có thể thông qua những cái yếu tố bán hàng độc đáo, những cái yếu tố bán hàng độc đáo, ví dụ như là Walmart chẳng hạn, với giá rẻ, hoặc là Home Depot chẳng hạn, thì cái yếu tố độc đáo ở đó là gọi là một cái một cái sản phẩm ha. Từ nhỏ nhất là các bạn hư cái chốt cửa đó, các bạn hư con vít đó, các bạn ra các bạn mua cũng có, và nó cung cấp đầy đủ cho các bạn tới mức độ mà cũng có luôn này. Rồi là tức là khi mà nhắc tới một cái sản phẩm gì đó thì trong tâm trí người tiêu dùng sẽ hình thành các cái vị trí da dành cho các cái thương hiệu, và cái việc mà vị trí thương hiệu của mình ở đâu trong tâm trí khách hàng thì do khách hàng cảm nhận và do mình cố gắng đưa gì các bạn, đưa cái vị trí thương hiệu của mình nó chiếm một cái vị thế đầu tiên và ự thù lù ở trong đầu khách hàng như vậy nè. Chúng ta cố gắng làm cái điều đó nhưng mà có đạt được hay không là do khách hàng cảm nhận đó. Thì cũng thuộc về một cái vị trí thương hiệu, những cái công ty sản xuất, ví dụ như là các bạn ông Phạm Nhật Vượng chẳng hạn, tập đoàn Vin Vingroup đúng không? Ví dụ như là các bạn rất ấn tượng, tức là bất cứ một cái sản phẩm hoặc một cái ngành hay một cái gì đó từ cái ông Vin này ra là các bạn cảm thấy là tin tưởng nè, thích
vân vân. Đó là cái liên về quốc gia xuất xứ, thì cái quốc gia này các bạn các bạn thấy là các bạn mua nho ở Ninh Thuận đi. Hoặc là các bạn mua cà phê ở Buôn Mê Thuột đi. Đúng không? Đó chính là cái địa phương. Ở đây là cái quốc gia, nhưng mà chúng ta nói nhỏ đi một chút, đó là cái địa phương. Thành phần cảm xúc của các bạn về cái thương hiệu đó, nó có bị ảnh hưởng tích cực bởi cái nơi xuất xứ, tiếng, cái sự uy tín. Buôn Mê Thuột chẳng hạn rất là nổi tiếng cà trà. Ở Cầu Đất. À, Đà Lạt mình chẳng hạn. Rồi ví dụ thấy là một cái sản phẩm mà mới được xây dựng thương hiệu gần đây là Chuối La Ba. Chuối La Ba ở Đà Lạt mình á. Ở cái quan điểm của khách hàng về việc là công ty đó là công nội địa hay là công ty quốc tế, khách hàng ví dụ như có nhiều người thì họ người Việt Nam của chúng ta. Tới giờ mạng nó đói bụng rồi đó mấy đứa. Ây da, rồi. À, nói thêm chút xíu chỗ này. Này nữa rồi chúng ta nghỉ thôi, chứ mạng nó cũng mệt rồi, mà cô cũng mệt nói từ sáng đến giờ rồi. Mà mấy đứa nghe chắc cũng mệt rồi đúng không? À, thì các bạn thấy là như vậy thì chúng ta hiểu là gì? Thương hiệu là một sản phẩm, nhưng sản phẩm thêm vào các cái yếu tố khác nữa, nó sẽ gồm có hai thành phần chức năng, mình hiểu đối với một thương hiệu, và nó thông qua các cái đa nha và bây giờ các bạn sẽ ra để điểm danh, tại vì hôm nay thấy đi học đầy đủ quá mà không điểm danh cảm thấy tội lỗi.